Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn toàn bộ công thức và cách hầm món gà tiềm thuốc bắc đúng chuẩn, ngon và bổ dưỡng để các bạn tẩm bổ cho gia đình nha. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng vị thuốc, công dụng nhanh gọn nhất có thể. Quan trọng là nấu sao cho ngon đúng không nè, bảo đảm thành phẩm thơm ngon y như ngoài hàng luôn. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi làm. Bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Để làm món gà tiềm thuốc bắc, mình chọn gà ác ăn sẽ bổ dưỡng hơn. Hôm nay thì mình mua được con gà ác này. Con gà của mình khoảng 800 gram. Gà này đã được làm sạch rồi các bạn. Mình cắt chân gà ra cho gọn nè. Cắt bỏ cái phần này luôn. Gà hơi lớn nhưng rất là ngon ha. Các bạn nên mua gà nhỏ, hầm sẽ nhanh mềm và cũng rất tiện khi ăn. Mỗi người một con nhỏ là vừa đủ chất bổ ha. Bây giờ mình sẽ rửa gà. Đây là 30 gram gừng giã nhuyễn. Cho thêm vào đây nửa muỗng cà phê muối và 2 muỗng canh rượu trắng. Trộn đều lên. Dùng hỗn hợp này chà sát lên phần da gà và luôn trong phần bụng gà luôn ha các bạn. Sau đó mình rửa lại với 3 lần nước cho sạch và để ráo. Bước kế tiếp thì mình ướp gà nha. Rắc vào đây nửa muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê bột nêm gà. Ướp bên trong bụng gà luôn ha các bạn. Theo kinh nghiệm riêng mình thấy ướp gà như vậy khi ăn thịt gà đậm đà hơn đó. Tuy nhiên bạn nào không thích thì mình có thể bỏ qua ha. Và mình ướp xong rồi mình để 30 phút cho gà thấm. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn tên gọi của mỗi loại thuốc bắc và một số công dụng để các bạn rõ hơn trong việc sử dụng vị thuốc bắc để hầm gà nha. Đầu tiên là đương quy. Đây là một loại sâm có công dụng tăng sức đề kháng, kích thích tiêu hóa, giảm đau, an thần. Còn đây là xuyên khung, rất là thơm nha, điều trị các bệnh như đau đầu, cảm, thiếu máu. Còn đây có tên là hoàng kỳ, có vị ngọt, tính ấm, có công dụng kháng viêm, rất tốt cho tim mạch và gan. Còn đây là rễ của cây củ mài, có tên là hoài sơn, trị suy nhược cơ thể và các bệnh về đường ruột. Mình hay nấu chè đậu xanh ăn rất là mát đó các bạn. Còn đây là đảng sâm, có vị ngọt, tăng cường sức đề kháng, giúp phục hồi cơ thể. Còn cái cục đen này là thục địa, rất bổ cho thận nha. Tuy nhiên mình dùng rất là ít, chủ yếu để tạo màu cho món ăn. Nếu mà dùng nhiều quá thì cái nước nó sẽ bị quá đen đó các bạn. Còn cái này nhìn nó giống như là da rắn, có tên là đỗ trọng, có tác dụng bổ gân, bổ thận, điều trị nhức mỏi, đau thần kinh tọa vân vân. Còn đây có tên rất là đẹp nha, là ngọc trúc, có vị ngọt, tính hàn, tốt cho phế quản, trị ho, khó tiêu. Mình rất là thích vì khi hầm lâu vẫn không rã mà lại còn giòn rất là ngon nữa. Táo đỏ rất là dễ ăn, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt chống oxy hóa nên thường dùng trong nấu ăn như là hầm gà, chè dưỡng nhang, trà táo. Mình nhớ lấy hạt ra rồi hầm nha các bạn. Táo đen thì thành phần dinh dưỡng chứa rất là nhiều vi lượng, vitamin, rất tốt cho sức khỏe. Vì thiếu nhãn nhục nên mình dùng táo hơi nhiều một chút. Cầu kỷ tử thì có tác dụng giảm mỡ máu, chống oxy hóa, chống lão hóa, được sử dụng rất nhiều trong nấu ăn và làm thức uống nữa. Mình thiếu nhãn nhục và bạch chỉ nha. Mình thiếu một vài vị không sao cả đâu nha các bạn, hầm vẫn ngon. Bây giờ mình sẽ rửa thuốc cho sạch bụi bẩn. Nói về công dụng của các loại thuốc bắc thì rất là nhiều. Tuy nhiên mình không thể nào chia sẻ hết được trong video này. Các bạn có thể vào Google để tìm hiểu thêm nha. Các bạn nhớ chú ý về liều lượng sử dụng. Dù là gia vị thuốc bổ nhưng không được quá lạm dụng sẽ không tốt đâu nha các bạn. Kỷ tử này thì mình cũng rửa để riêng cho vô sao ha. Riêng hoài sơn rất là lâu mềm. Mình sẽ ngâm nước trước 20 phút rồi mới nấu nha. Cái này mình đã ngâm rồi nè. Gà đã ướp được 30 phút rồi, bây giờ mình đem trụng qua nước sôi để bán đi mùi tanh nha. Cho vào nồi 1 lít nước, 1 muỗng cà phê muối, 1 miếng gừng đập dập và 3 muỗng canh rượu trắng. Khi nước sôi khoảng 2 phút cho ra mùi thơm rồi, mình giảm lửa nhỏ rồi cho gà vào trụng. Nhúng vào từ từ rồi mới cho hẳn gà vào để gà không bị rách da nha các bạn. Trở đều trong 2 phút rồi mình vớt ra được rồi.
Bây giờ mình hầm gà nha. Hôm nay mình sẽ hầm trực tiếp trong nồi đất. Nếu gà nhỏ thì các bạn có thể cho vào thố hấp cách thủy. Thời gian hấp sẽ lâu hơn là hầm trực tiếp nha. Các bạn chọn nồi vừa để lượng nước không quá nhiều nha. Mình cho gà vô nồi nè. Sau đó cho hết lượng thuốc bắc vào, trừ kỹ tử nha. Vì kỹ tử nấu lâu sẽ bị rã và mất đi mùi thơm và công dụng, nên mình sẽ cho vô sau nha các bạn. Sau khi cho gà và thuốc bắc thì mình cho vào đây 1 lít nước hầm xương và nửa lít nước lọc. Các bạn có thể dùng nước hầm gà hộp hoặc là nước lọc không cũng được. Tiếp tục cho vào 20g đường phèn và 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh bột niêm gà. Mở lửa lớn cho nước sôi mạnh, hất bọt bẩn nổi lên mặt nha. Sau đó hạ lửa nhỏ dưới trung bình và đậy nắp lại. Đậy hơi hở nắp một chút xíu để không bị trào nước ra ngoài nha. Trong thời gian hầm gà, các bạn nhớ trở gà để gà được mềm đều ha. Khi hầm được nửa tiếng thì mình mở nắp, cho vào 2 muỗng canh rượu trắng để thuốc bắc dậy mùi thơm. Tiếp tục hầm cho đến khi gà chín mềm. Nồi hầm gà đã được 1 tiếng 10 phút rồi các bạn. Gà cũng đã mềm và các vị thuốc bổ thơm lừng luôn. Lúc này mình nêm thêm vào 1 muỗng canh bột nêm gà. Sau đó cho kỹ tử vào. Sôi nhỏ lửa khoảng 5 phút rồi mình tắt bếp luôn. Vì nấu lâu kỹ tử sẽ ra vị chua mất ngon nha. Món ăn đã hoàn thành rồi đó, mình dùng thôi các bạn ơi. Gà rất mềm, thoang thoảng vị đặc trưng của thuốc bắc, rất là dễ ăn nha. Mùi hương và vị ngọt tự nhiên của thuốc bắc hòa quyện vào nhau thơm lắm các bạn. Nước dùng rất ngọt ngào, các bạn có thể ăn luôn cái phần thuốc bắc cũng rất ngon và bổ. Mình thích nhất là ngọc thảo giòn giòn nè, hoài sơn thì bùi lắm các bạn. Món này rất là dễ nấu phải không nè. Chúc các bạn tìm gà thật ngon để tẩm bổ cho gia đình nhé. Nếu thích cách mình chia sẻ, cho mình một like và bấm đăng ký để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.